Hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu động vật có tiền. Một con sóc đại gia sẽ trông như thế nào? Và một con hươu cao cổ giàu có sẽ trông như thế nào? Bây giờ, bạn sẽ trông như thế nào khi bạn giàu có? Bạn được sinh ra không phải chỉ để tồn tại, mà để tận hưởng cuộc sống. Và chúng tôi sẽ giúp bạn bằng tiền. Tiền có thể trông như thế này, hoặc thế này, hoặc thậm chí như thế này. Chúng ta sử dụng tiền mỗi ngày.